Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học này. Các bạn thân mến, nhà thơ Bằng Việt đã từng viết trong những vần thơ của mình: giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngà, nhưng chẳng bao giờ quên nhắc nhở sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa. Không biết từ bao giờ thì tình cảm dành cho bà đã trở thành một nguồn cảm hứng cho những sáng tác của biết bao nhiêu những người nghệ sĩ. Để rồi ngày hôm nay, ở trong phần audio này, chị cũng xin phép được chia sẻ cùng với các bạn một bài viết đến từ team chuyên môn học văn chị Hiên với tựa đề Viết về bà những ngày xưa cũ. Đây cũng là bài viết được lấy cảm hứng từ thứ tình cảm ấm áp, đẹp đẽ và gần gũi này. Mời các bạn cùng lắng nghe với chị nhé. Con thích gì nào? Thỉnh thoảng, trong tư duy chiều chuộng các con, bố mẹ tôi thường buông ra một câu hỏi kiểu như vậy. Khi ấy tôi sẽ làm bộ suy nghĩ một chút. Có lúc tôi sẽ trả lời là con thích cái xe ô tô này, thích con búp bê có bộ đồ trang điểm kia, hay là thích đi công viên, đi sở thú. Nhưng rồi bỗng một ngày, vẫn với câu hỏi quen thuộc ấy, tôi hồn nhiên đáp lại: con thích được về quê chơi giống như những người bạn của con. Hà Nội bước vào những ngày mưa rầu rĩ. Đây là những ngày giãn cách trong đại dịch Covid vẫn đang diễn ra căng thẳng. Đất trời mưa lạnh dường như buồn hơn, ảm đạm hơn. Hôm nay tôi nhớ bà. Tuổi thơ của tôi gắn liền với bà nội. Khi tôi sinh ra thì ông nội đã mất từ lâu. Ông bà ngoại cũng đã mất. Tôi chỉ được sống bên bà nội thôi. Chợt nhớ ra xiết những ký ức xa xưa về bà nội của tôi. Những ký ức về một tuổi thơ trong sáng và đẹp đẽ. Tôi yêu quê nổi, yêu bến sông quê, nơi con sông đào quanh năm nước trong xanh mát rượi. Ở nơi đó hầu như chưa hè oi ả nào, tôi cũng ra đó tắm. Dẫu rằng tôi chẳng biết bơi, và khi ấy thì những người bạn của tôi đã dạy cho tôi cách là cho con chuồn chuồn cắn rốn trước khi lội xuống nước. Tôi cũng không thể lý giải nổi cái trò bắt con chuồn chuồn cắn rốn sao lại có thể khiến cho người ta biết bơi. Nhưng quả thực là sau cái buổi cho con chuồn chuồn ớt cắn rốn đau điếng ấy, tôi biết bơi thật, dẫu rằng chưa bơi được ra xa. Sau đó tôi cũng đã bơi thạo. Rồi thì mỗi khi chuẩn bị đến ngày được trở về với bà nội, là bao giờ trong lòng tôi cũng nôn nao mong ngóng với niềm vui khôn tả. Mà cũng đúng thôi, được về quê, được thỏa thích chơi, có nhiều bạn bè thì chẳng khác nào con chim được sổ khỏi chiếc lồng gò bó. Khi mà ở thành phố, dẫu gì cha mẹ cũng quản lý tôi rất chặt, rất nghiêm khắc. Trong khi cuộc sống cạnh nội, luôn được nội cưng chiều hết mực. Những cánh đồng bất tận, cứ mỗi buổi chiều nội tôi thường đi cắt cỏ, tôi lẹo đẹo theo sau, hốt cỏ vào túi cho nội. Vui biết bao khi thấy những bờ cỏ xanh tươi. Lũ bò khoái khẩu khi nhìn thấy nội tôi mang những túi cỏ đầy ắp tươi ngon về. Dường như chúng cũng cảm nhận được tình yêu thương mà nội dành cho tụi nó. Tuổi thơ của tôi trôi qua như vậy, bình yên và đẹp biết bao. Nhớ những lúc cùng bọn trẻ trong làng ngồi đốt rơm nướng khoai ngoài đồng, làm tóc tôi khét cháy hoe vàng. Vậy mà bà nội cứ hít hà cháu của bà thơm quá. Những tiếng gọi nhau ý ới, câu hát đồng dao quen thuộc, chùm trái cây dại đã dắt tôi qua những tháng ngày cơ cực đầy ắp những niềm thương mến. Để rồi khi lớn hơn, tôi vẫn tiếc nuối những năm tháng tuổi thơ ấy. Đó là những năm tháng không thể quên đi. Đó còn là những bữa ăn bình dị bên bà. Trong vườn nhà nội tôi luôn có rất nhiều loại trái cây, với mùa nào thức nấy. Và khi trái chín mà thích ăn thì chỉ cần leo tót lên cây hái hoặc cầm cây xào chọc rơi xuống là có thể ăn một cách ngon lành. Đến đây thì tôi lại nhớ đến một tác phẩm vô cùng nổi tiếng của tác giả Bằng Việt mà chúng ta đang được học ở chương trình ngữ văn lớp 9, Bếp Lửa. Có lẽ trong cuộc đời ai cũng có cho riêng mình những kỷ niệm của một tuổi thơ ấu hồn nhiên trong sáng. Những kỷ niệm ấy luôn là điều thiêng liêng. Nó có sức mạnh phi thường nâng đỡ con người suốt hành trình dài và rộng lớn của cuộc đời. Nhà thơ Bằng Việt cũng đã có riêng cho mình một kỷ niệm. Đó chính là kỷ niệm về những năm tháng sống bên bà, trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cùng bà nhóm lên bếp lửa thân thương. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ỉ nồng nượm. Cháu thương bà
biết mấy nắng mưa. Bếp lửa được thắp lên, nó hắt ánh sáng lên mọi vật, mang lại sự lan tỏa ấm áp trong tâm hồn đứa cháu thơ ngây ngày ấy. Bếp lửa được thắp lên cũng là thắp lên cuộc đời của bà, một cuộc đời biết bao mưa nắng đã trải qua. Dù đã cách xa nửa vòng trái đất, nhưng dường như bằng Việt vẫn cảm nhận được sự vỗ về yêu thương chăm chút từ đôi bàn tay kiên nhẫn và khéo léo của bà. Trong cái khoảnh khắc ấy, trong lòng nhà thơ dường như lại trào dâng một tình yêu thương bà vô hạn. Tình cảm bà cháu thiêng liêng ấy cứ như con thuyền nhỏ chờ đầy ắp những kỷ niệm trên dòng sông tuổi thơ êm đềm mà suốt cuộc đời này người cháu sẽ không bao giờ có thể quên đi. Nếu như đối với mỗi chúng ta, cha sẽ là cánh chim để nâng ước mơ của con vào một khung trời mới, mẹ sẽ là cành hoa tươi thắm nhất để con cài lên ngực áo, thì đối với bằng Việt, người bà vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là cánh chim, vừa là một nhành hoa của riêng nhà thơ. Cho nên tình bà cháu là tình cảm vô cùng thiêng liêng và quý giá đối với ông. Trong những năm tháng sống bên cạnh bà không chỉ chăm lo cho cháu từng miếng ăn giấc ngủ, bà còn là người thầy đầu tiên dạy cho cháu những chữ cái, những phép tính. Không chỉ thế, bà còn dạy cháu những bài học quý giá về cách sống, đạo làm người. Và những bài học đó, cháu sẽ mang theo trong suốt cả hành trình, trong quãng đời còn lại của mình. Bà và bếp lửa là chỗ dựa tinh thần, là chăm chút đùm bọc dành cho cháu. Hơi ấm của bếp lửa ấy gợi thêm những kỷ niệm về một thời đầy vất vả đau thương. Hình ảnh bà già nua bé nhỏ nơi làng quê hoang tàn, trong khói lửa của chiến tranh, vẫn không một lời kêu ca phàn nàn, khiến biết bao con tim chúng ta cảm phục. Đặc biệt là lời dặn cháu đã làm ngời sáng vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ giàu lòng vị tha, giàu đức hy sinh, cả đời vì con vì cháu. Cho nên mỗi khi nghĩ về bà, nhà thơ càng thương bà hơn. Vì cháu đã đi xa rồi, bà sẽ ở với ai? Ai sẽ cùng bà nhóm lửa? Ai sẽ cùng bà chia sẻ những câu chuyện những ngày ở Huế? Xa vòng tay chăm chút của bà để đến với chân trời mới, đến với những ước mơ tìm nguồn tri thức vô biên để xây dựng đất nước. Chính tình cảm giữa hai bà cháu đã sưởi ấm lòng tác giả trong cái mùa đông lạnh giá cô đơn của nước Nga. Đứa cháu nhỏ của bà ngày xưa giờ đã trưởng thành, nhưng trong lòng vẫn nhớ về góc bếp, nơi nắng mưa, hai bà cháu có nhau. Đứa cháu sẽ không bao giờ quên, và chẳng thể nào quên được đó chính là cội nguồn, là nơi mà tuổi thơ của đứa cháu đã được nuôi dưỡng để lớn lên từ đó. Tuy tôi không sinh ra trong thời lừa đạn, cuộc sống cũng không đến mức phải vất vả như hai bà cháu trong câu chuyện trên, nhưng tận sâu trong trái tim của tôi cảm nhận được một sự đồng điệu nào đó, giống như một sợi dây kết nối giữa những người cháu với tình cảm dành cho người bà của mình. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những người thân tuyệt vời nhất trên thế gian này. Tôi đã từng nghe được một câu nói, thời gian có thể chữa lành những vết thương, chỉ có kỷ niệm hồi ức chẳng thể xóa nhòa. Những kỷ niệm tươi đẹp cùng nội tôi sẽ là động lực cho tôi vươn lên, là tuổi thơ tươi đẹp nhất mà tôi không bao giờ có thể quên. Và tôi chỉ muốn nói với bà một điều: con yêu bà nhiều lắm. Mấy hôm nay trời mưa, thời tiết se lạnh này báo hiệu mùa đông sắp về, và có lẽ một mùa xuân sẽ chẳng mấy mà đến. Và cứ mùa xuân đến, nội tôi sẽ lại thêm một tuổi. Tôi vẫn nhớ hình ảnh của nội tôi khi ngồi têm trầu. Bụi trầu một góc sân có nắng, bao nhiêu năm rồi vẫn xanh mướt và thơm lừng. Đó là mùi thơm của quê hương, là mùi thơm của tình bà cháu mà tôi sẽ gìn giữ và mang theo trong suốt cuộc đời này. Các bạn thân mến, trên đây là phần audio chị chia sẻ cùng với các bạn. Hy vọng rằng các bạn đã có thêm những ý tưởng để có thể cảm nhận về bài thơ Bếp Lửa của nhà thơ Bằng Việt một cách trọn vẹn hơn. Chúng mình sẽ hẹn gặp nhau ở trong phần audio văn học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.